Đường quê, đường nè, ra Đình Minh Tranh, ra khu công nghiệp Mỹ Phước 1. Đây có cái quán bún riêu chả cá 20k. Đi ngang đây hoài, giờ thấy mới thấy bán. Em thử coi, ra sao. Cái bảng để hôm nay đường. Bún riêu, chả cá. Chả cá gì đây? Chả cá Nha Trang hay là chả cá gì không biết. Đó, bún riêu chả cá 20k thôi. Đây đường quê, lúc trong hóc luôn. Đây buổi sáng nè, buổi sáng mới dựng cây này nó che khuất mặt trời. Quán đây, không gian quán. Quán ở trong quê rộng rãi lắm. Đây có bánh mì luôn. Bán cho công nhân, bán cho dân địa phương. Rồi chạy lên đây. Chạy lên đây là ra trung tâm của thị xã Bến Cát. Chỗ này có chỗ dịch vụ sửa xe, mấy xe khách nè, bảo trì bảo dưỡng xe khách đó. Đó, công nhân đi làm đó. Đi làm mà chạy hướng này vô công ty, vô xí nghiệp, vô khu nghiệp Mỹ Phước 1. Sáng chạy nhanh quá. Đường quê mà chạy nhanh quá. Đây mình kêu hai tô bún riêu chả cá. Có rau sống à ha. Đây bún. Xem coi trong tô bún riêu chả cá này nó như thế nào. Chả cá, đậu hũ, có huyết nè, có tôm vô, vừa thôi nhiều quá nó mặn lè. Bún cọng nhỏ, bún này có nhiều loại lắm nha, cọng lớn cọng nhỏ nữa. Bún đó bỏ ra vô xe chở đầu đi, công nhân đồ đi về nè. Đường quê chứ cũng nhộn nhịp lắm à, tuốt trong hốc á, cây đi ra dầu cái sao. Đây hai tô cái chả cá. chả cá, chả cá Cá gì bún riêu đây? giò heo, bún riêu xương, bún riêu cua rồi bình thường, bún riêu cua ốc rồi. Giờ tới muốn điều chả cá xem sao. Sạch tới ớt chanh chưa, đầy đủ đây hết, ăn mới ngon đó. Giá nè, rau trộn lên để ở ngoài đi để nó cay nhẹ là thưởng thức thôi. Miếng chả ớt xem sao. Chả này nó giòn giòn nó béo, tôi cũng chào bá luôn. Khói này ma tài lạnh bốc khói luôn. Thì đã ăn này là hỏi có gặm xương cũng như giò heo có gặm xương này không có gặm.
sống của mình ngon. Tô ăn ngon thiệt, trong lòng ăn món này ăn món là lạ. Bún riêu thì bình thường rồi mà có chả cá, cái hương vị nó nấu ở quê là nấu nó là lạ, ngon. Đây mắt lạnh luôn buổi sáng, không có hướng mặt trời không có chổi chói vô đây được, cây nó phủ hết rồi, mát lắm. Đường này buổi sáng mới đông, buổi sáng công nhân đi làm đông lắm, sáng là 6:30 á, giờ nó hơi trễ chút rồi. Sạch tới ăn hết nửa tô ngon lắm. Rồi xong hết tô, quá đã. Mùa đông lạnh, lạnh ở đây nó mát mà không có mặt trời, lạnh. Đó, công nhân đi làm, công nhân đi làm sáng 4 giờ hết rồi, đang cuối cùng, đắt quá. Tới đây xin chào, bye bye.